Để đảm bảo mục tiêu thích ứng an toàn, linh hoạt, đồng thời kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới, các địa phương trên địa bàn tỉnh vẫn đang duy trì thực hiện nghiêm túc việc quét mã QR từ ứng dụng PC COVID, phần mềm khai báo y tế điện tử. Từ việc ứng dụng công nghệ thông tin này đã giúp cho việc truy vết, khoanh vùng, dập dịch được hiệu quả, an toàn. Tại chốt kiểm soát cầu Bạch Đằng, thị xã Quảng Yên, trung bình một ngày có khoảng 8.500 lượt người qua chốt vào địa bàn. Có những ngày cao điểm lên tới 14.000 lượt người. Từ truy xuất dữ liệu qua việc công dân quét mã QR, cơ quan chức năng nhanh chóng xác định truy vết khi phát hiện có ca F0. Vừa qua thì có một trường hợp đi từ thành phố Hồ Chí Minh ra. Khi mà qua chốt Bạch Đằng thì ngoài cái việc là công dân ấy phải khai báo y tế và cán bộ kiểm soát xác định là công dân này là đi từ vùng dịch thứ ba. Thì sau khi mà về địa phương, công dân đó là khi mà được xét nghiệm là phát hiện ra chính xác là F0, thì lúc đấy là chúng tôi sẽ lập tức là truy cập vào hệ thống để tra cứu những cái người mà đi cùng với này công dân đó hoặc là những người mà đi trong khung giờ đó thông qua hệ thống khai báo y tế điện tử để cùng với các địa phương truy vết các đối tượng F1, F2. Không chỉ khai báo y tế khi đi qua các chốt kiểm soát, tại các cơ quan, công sở, những điểm tham quan du lịch, kinh doanh dịch vụ, người dân đều phải thực hiện việc quét mã QR để kiểm soát dịch bệnh, giúp cho việc truy vết, khoanh vùng, dập dịch được hiệu quả và an toàn. Tôi thấy cái ứng dụng VC Covid ấy, nó khiến cho cái thời gian khai báo nhanh chóng hơn và cũng như là giảm được cái việc là tiếp xúc gần đối với người khác, cầm chung bút, chung giấy tờ các thứ. Nếu trong trường hợp mà có F0 thì sẽ truy vết rất là nhanh, chóng và thuận tiện. Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, việc khai báo y tế bằng mã QR có ý nghĩa quan trọng, giúp các cơ quan chức năng nhanh chóng rà soát được người tiếp xúc gần với bệnh nhân nhiễm, nghi nhiễm SARS-CoV-2 để có biện pháp xử lý, khoanh vùng dập dịch kịp thời. Nhằm đảm bảo công tác bảo vệ môi trường, chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế của Quảng Ninh từ nâu sang xanh. Trong thời gian qua, các đơn vị sản xuất xây dựng công nghiệp trên địa bàn không ngừng quan tâm đầu tư, gắn hoạt động sản xuất kinh doanh với bảo vệ môi trường. Phản ánh tại Công ty Xây dựng Công nghiệp Mỏ thuộc Tổng Công ty Đông Bắc. Được hoàn thành và đưa vào sử dụng từ năm 2018, cầu vượt qua quốc lộ 18 để vận chuyển than ra cụm cảng km 6 tại phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả do Công ty Xây dựng Công nghiệp Mỏ thực hiện, không chỉ giúp giải quyết vấn đề ùn tắc giao thông, tăng cường năng lực vận chuyển than xuống khu vực cảng km 6 mà còn hạn chế tác động ảnh hưởng tới môi trường, góp phần đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững. Từ ngày có cầu vượt đến bây giờ thì là xe chạy từ trên núi xuống là đi qua cầu vượt rồi đi sang bên kia thì bụi bặm nó cũng đỡ. Và cái việc tưới đường của anh em ở bên Đông Bắc là cũng tưới rất là tốt cho nên là bà con cũng rất là dễ chịu, đi lại đỡ phức tạp. Cái thứ hai là có đường dân sinh riêng, đi lại là rất là tốt, đảm bảo an toàn. Các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Xây dựng Công nghiệp Mỏ luôn gắn liền với bảo vệ môi trường, sát đúng với mục tiêu chiến lược của tỉnh Quảng Ninh và của thành phố Cẩm Phả. Nhờ đó góp phần hạn chế ảnh hưởng từ khai thác, sản xuất kinh doanh than tới đời sống nhân dân, giảm thiểu ô nhiễm môi trường trên địa bàn nơi đơn vị đứng chân. Cùng với công tác bảo vệ môi trường, trong thời gian qua, với tinh thần vượt khó, phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ trong tình hình mới, Công ty Xây dựng Công nghiệp Mỏ đã luôn hoàn thành tốt các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh hàng năm. Đồng thời, còn tích cực tham gia công tác từ thiện xã hội, đền ơn đáp nghĩa, xóa đói giảm nghèo, phát huy truyền thống tương thân tương ái tốt đẹp của dân tộc. Trong thời gian tới, chúng tôi tiếp tục kiện toàn biên chế, sắp xếp tổ chức các cơ quan, công trường, phân xưởng làm sao tinh gọn. Bên cạnh đó thì đơn vị tiếp tục đầu tư các trang thiết bị, máy móc hiện đại để phù hợp với các lĩnh vực sản xuất kinh doanh của đơn vị như xây lắp các công trình, khoan thăm dò, tiếp nhận vận tải chế biến tiêu thụ than. Với định hướng phát triển sản xuất kinh doanh luôn gắn với bảo vệ môi trường, Công ty Xây dựng Công nghiệp Mỏ, Tổng Công ty Đông Bắc đang cùng với các doanh nghiệp đơn vị trong tỉnh bằng nhiều việc làm tích cực cùng tỉnh thực hiện mục tiêu phát triển bền vững. Ngay sau khi có nghị quyết số 128 của Chính phủ về chuyển trạng thái sang thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, việc ra vào địa bàn được thuận lợi hơn. Điều này cũng đồng thời có tác động đến việc gia tăng nhu cầu tiêu thụ thủy sản
của huyện Vân Đồn, nhất là lượng hàng cung ứng cho xuất khẩu và các tỉnh thành trong nước. Nếu như cách đây 2 tháng, việc tiêu thụ thủy sản của ngư dân Vân Đồn hết sức khó khăn, đầu ra cầm chừng với lượng tiêu thụ chỉ bằng 1/3 so với cùng kỳ những năm trước, tương ứng với 130 tấn một ngày do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, thì hơn 10 ngày nay, tín hiệu tiêu thụ của thị trường đã gia tăng trở lại. Hàu ruột ngày xưa 50.000 giờ lên 100 rồi. Giờ không có hàu bán đây này, hàu bé bé thì cũng phải thu này, mà còn không đủ. Hiện nay, không chỉ lượng hàng tiêu thụ trong nước được nối lại, mà nhu cầu xuất khẩu hàu ruột đi nước ngoài cũng đã bắt đầu tăng. Tính riêng phục vụ các đơn hàng xuất khẩu, trung bình mỗi ngày có 20 tấn hàu ruột, tương đương với 220 tấn hàu vỏ được thu mua đưa vào các cơ sở sơ chế. Bây giờ là rất nhiều đơn đặt hàng. Hôm nay gia đình tôi phải xếp đây chạy. Mà hôm nay cho Bim này, mai cho Baba Vi này, xem là lại hôm nữa mới lại đi hàng Đài Loan và đi Thái. Trước đây thì cái sản lượng qua cảng này, ví dụ như con hàu thì nó chỉ rơi vào tầm cỡ khoảng 85 đến 100, trên dưới 100 tấn trên một ngày. Nhưng mà đến cái thời điểm này thì bây giờ nó rơi có những ngày là đến gần 400 tấn. Sản lượng coi như là nuôi trồng như cá thì cũng tiêu thụ đáng kể. Từ đầu năm đến nay, sản lượng thủy sản thu mua, chế biến trên địa bàn huyện Vân Đồn đã đạt 150% kế hoạch. Dự kiến từ nay đến cuối năm, huyện Vân Đồn còn khoảng 300.000 tấn thủy sản đến kỳ thu hoạch. Vì vậy, với tín hiệu thị trường được khôi phục trở lại như hiện nay, sẽ đóng góp tích cực trong việc thực hiện mục tiêu điều chỉnh kế hoạch tăng trưởng lĩnh vực nông nghiệp của địa phương từ nay đến cuối năm. Để đảm bảo phòng chống dịch COVID-19, các cơ sở kinh doanh có điều kiện như quán bar, karaoke chưa được phép hoạt động trở lại. Tuy nhiên, nhiều chủ cơ sở vẫn lén lút hoạt động, một số cơ sở còn để cho khách tổ chức sử dụng chất ma túy. Công an tỉnh đang tăng cường kiểm tra và đã phát hiện xử lý nghiêm nhiều vụ việc vi phạm. Treo biển đóng cửa phòng chống COVID-19, nhưng bên trong cơ sở karaoke này, nhiều đối tượng đang tụ tập sử dụng ma túy. Từ nguồn tin trinh sát và tố giác của nhân dân, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh liên tục phát hiện nhiều quán bar, quán karaoke vi phạm quy định phòng chống dịch, tổ chức hoặc là để cho khách tổ chức sử dụng ma túy, bắt giữ hàng trăm đối tượng. Có những cái cơ sở mà ngoài quán thì treo biển là do COVID dừng hoạt động, nhưng qua cái hoạt động trinh sát chúng tôi vẫn phát hiện ra bên trong đó nó vẫn tổ chức hoạt động cho hàng trăm đối tượng sử dụng trái phép ma túy. Ví dụ như một cái điểm karaoke Golden ở Cẩm Phả, phường Cẩm Sơn, Cẩm Phả. Khi chúng tôi kiểm tra là có đến 70 cái đối tượng sử dụng trái phép ma túy. Khi mà các đối tượng sử dụng ma túy tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện ấy, thường thường là sẽ sử dụng tại những phòng ở tầng cao hoặc tầng hầm để quá trình chúng tôi tiếp cận, bắt giữ là gặp rất nhiều khó khăn. Các đối tượng sử dụng ma túy khi mà đã bị bắt giữ về cơ quan điều tra thì thường thường là có biểu hiện phê ma túy, dẫn đến tình trạng chống đối, nên là dẫn đến cái quá trình đấu tranh ban đầu với các đối tượng, làm rõ hành vi các đối tượng là cực kỳ khó khăn. Theo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh, thời gian gần đây nhiều đối tượng lựa chọn các quán bar, quán karaoke, nhà nghỉ làm nơi sử dụng mua bán trái phép chất ma túy. Tình trạng này đang có dấu hiệu gia tăng với nhiều thủ đoạn ngày càng tinh vi hơn. Các đối tượng sử dụng mạng xã hội để tập hợp lôi kéo nhau sử dụng ma túy tập thể, trong đó có nhiều thanh thiếu niên. Tổ chức sử dụng ma túy là những người mà bỏ tiền ra kinh doanh cái hoạt động karaoke. Chúng chung nhau nhiều đối tượng góp vốn đầu tư, sau đó thì là lôi kéo chứa chấp người khác sử dụng ma túy. Ngoài ra chúng còn cung cấp trái phép chất ma túy mua bán luôn tại trong cái cơ sở kinh doanh này. Từ đầu năm đến nay, Công an tỉnh và các địa phương đã phát hiện, triệt phá 41 ổ nhóm mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, xử lý hình sự hàng trăm đối tượng vi phạm.